cài áo đặc biệt riêng cho anh MC Phương vì mẹ mới mất, cho nên Tết năm nay anh rất buồn, nên Tuyết Anh xin gửi tặng anh, riêng anh và cho những người vừa mới mất mẹ những ngày Tết thì con mẹ thì rất là buồn, nên Tuyết Anh xin gửi đến bông hồng cài áo những người nào còn mẹ, xin vui ngày Tết cùng mẹ và đừng làm mẹ buồn, và những người mất mẹ nhưng cũng đừng buồn vì mẹ Maria lúc nào cũng bên cạnh chúng ta và nâng đỡ và thương yêu chúng ta.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.